Nga có buộc Ukraine sử dụng vũ khí hóa học do Mỹ sản xuất. Báo Mỹ nói phương Tây tìm cách ngăn quân đội Ukraine sụp đổ. Ukraine tập trung để lùi đợt tấn công mới của Nga. MTR của lực lượng vũ trang Ukraine nhắm HIMARS vào bệ phóng UAV của Nga. Cuộc tấn công đã được ghi lại trên video. Điều xe tăng 70 tuổi tấn công làng Robotin, quân Nga hứng chịu nỗi kinh hoàng từ pháo bên Ukraine. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi tin tức trên kênh HTD News. Bản tin của ngày hôm nay cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Nga cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí hóa học do Mỹ sản xuất. Thưa quý vị, Trung tướng Nga Igor Karilov cáo buộc Mỹ và Ukraine đã vi phạm các điều khoản của tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCW khi lực lượng Kiev sử dụng đạn dược bất hợp pháp trên chiến trường. Theo hãng tin RT của Nga, người đứng đầu lực lượng phòng vệ hạt nhân, hóa học và sinh học của Nga đã cung cấp một số bằng chứng về việc Kiev bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học bị cấm và kết chất hóa học không gây chết người mà ông cho rằng được lấy từ Mỹ. Tướng Kondylov cáo buộc Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để thả lựu đạn hơi do Mỹ sản xuất vào ngày 28 tháng 12 năm 2023. Lựu đạn này có chứa hợp chất CS, một loại hóa chất, được phân loại là công cụ kiểm soát bạo loạn, gây kích ứng mắt, đường hô hấp trên và có thể gây bỏng da, suy hô hấp và ngừng tim khi sử dụng ở nồng độ cao. Ông Podorop cho biết, việc Mỹ chuyển những loại vũ khí như vậy cho Ukraine là vi phạm trực tiếp các quy tắc của OPCW, trong đó nêu rõ rằng một quốc gia không được chuyển giao vũ khí hóa học trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ bên nào trong bất kỳ trường hợp nào. Ukraine và Mỹ chưa lên tiếng về cáo buộc của Nga theo quý vị, trước đó ngày 15 tháng 6 năm 2023, tướng Kirillov cho biết lực lượng Nga đã bị tấn công bởi một máy bay không người lái mang theo một thùng chứa đầy chloropicrin, được phân loại là hợp chất bản ba theo công ước về vũ khí hóa học và bị nghiêm cấm ngay cả đối với mục đích thực thi pháp luật. Theo ông Kirillov, loại hóa chất tương tự cũng được Kiev sử dụng vào ngày 3 và ngày 11 tháng 8 năm 2023 gần làng Robotin. Theo tướng Kirillov, Tình báo Nga tin rằng lực lượng Ukraine dưới sự hướng dẫn của phương Tây đang phát triển một chiến thuật quân sự mới sử dụng vành đai hóa học. Chiến thuật này sẽ liên quan đến việc làm nổ tung các thùng chứa axit, hydro, và ammoniac để ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga. Ông nói thêm rằng kế hoạch sử dụng hóa chất độc hại trên quy mô lớn như vậy được chứng minh bằng việc ép yêu cầu Liên minh châu Âu EU cung cấp cho nước này hàng trăm ngàn thuốc giải độc mặt nạ phòng độc và các thiết bị bảo hộ cá nhân khác vào năm 2024. Tướng Nga cho biết vẫn chưa có phản hồi nào từ OPCW, mặc dù tất cả bằng chứng đã được đưa ra cho tổ chức này từ 4 tháng trước. Vào tháng 11, Nga đã mất ghế trong hội đồng điều hành OPCW sau khi không nhận được đủ phiếu bầu từ các thành viên khác của tổ chức. Tướng Korilov nói rằng Moscow thực tế đã bị đẩy ra khỏi ghế và được thay thế bởi Ukraine, Ba Lan và Lithuania, những quốc gia mà ông cho rằng đang theo đuổi chính sách chống Nga rõ ràng. Báo Mỹ nói phương Tây tìm cách ngăn quân đội Ukraine sụp đổ Triển vọng ngày càng tồi tệ của quân đội Ukraine trên chiến trường đã khiến các quan chức phương Tây kêu gọi thêm viện trợ quân sự của Mỹ, Quốc hội Mỹ cho đến nay vẫn chưa thể thông qua gói viện trợ 60 tỷ USD dành cho Ukraine, nhưng giới làm luật của Mỹ dự kiến nối lại thảo luận về vấn đề đó vào cuối tháng này. Politico dẫn lời một số quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, tại hội nghị an ninh Munich vào cuối tuần trước, giới chức phương Tây chủ yếu thảo luận xoay quanh kế hoạch nhằm tránh cho quân đội Ukraine có nguy cơ sụp đổ. Họ lo ngại rằng Ukraine có thể thua nếu không có gói viện trợ bổ sung trị giá 60 tỷ USD từ Mỹ thượng nghị sĩ mỹ mark warner chủ tịch ủy ban tình báo thượng viện cho biết gói viện trợ này sẽ là nhân tố thay đổi cuộc chơi dành cho ukraine tuy nhiên ông từ chối bình luận liệu sự hỗ trợ này có bảo đảm chiến thắng cho ukraine hay không mà chỉ nói rằng sự hỗ trợ của mỹ là hy vọng cuối cùng và tốt nhất của kiev ông warner nói rằng trong thời gian ngắn tôi không biết có cách nào khác để ukraine có được vũ khí đạn dược và thiết bị cần thiết mà không phải từ mỹ trong một cuộc họp báo với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vào hôm 17 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận, Chúng tôi hiện không xem xét các lựa chọn thay thế vì chúng tôi đang trông cậy vào Mỹ là đối tác chiến lược của mình. Trong khi đó, bà Harris khẳng định không có kế hoạch B trong trường hợp các nhà lập pháp Mỹ không thông qua gói viện trợ bổ sung cho Ukraine, mà nói rằng chỉ có kế hoạch A. Một số nhà lãnh đạo phương Tây cảnh báo nếu không có thêm viện trợ của Mỹ, phòng tuyến của ukraine có thể sụp đổ trong năm nay cạn kiệt đạn dược trong khi viện trợ từ phương tây bị đình trệ được cho là nguyên nhân chính buộc ukraine quyết định rút quân khỏi thành phố chiến lược Avdiivka ở miền đông sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt tổng thống ukraine volodymyr zelensky hôm qua thừa nhận quân đội nước này đang phải đối mặt với tình thế là vô cùng khó khăn dọc theo chiến tuyến với nga cho nguồn viện trợ bị đình trệ ông đặc biệt nhấn mạnh đến tình trạng thiếu hụt đạn pháo vũ khí tầm xa và các hệ thống phòng không Ông Zelensky cho biết sau khi thăm các đơn vị tiền tuyến ở Kharkov, tình hình vô cùng khó khăn ở một số khu vực chiến tuyến nơi Nga đang tập trung tối đa nguồn lực. Các chỉ huy quân đội của Ukraine dự đoán, lợi dụng lúc nguồn viện trợ cho Ukraine đình trệ, Nga có thể sẽ nhanh chóng tiến công đến các vùng chiến tuyến khác sau khi giành được Avdivka. Lực lượng Ukraine cho biết, Nga đang dùng lực lượng và khỏa lực ở vùng Zaporizhia, miền nam Ukraine, Tướng Alexander Tronovsky cho biết, Nga đang tiến hành nhiều cuộc tấn công gần làng Robotini, một trong ít nơi Ukraine giành lại quyền kiểm soát sau cuộc phản công năm 2023. Ukraine tập trung đẩy lùi đợt tấn công mới của Nga Quân đội Ukraine cho biết, lực lượng của họ đảm nhận các vị trí phòng thủ mới ở miền Đông sau khi rút khỏi thị trấn Adipka và đang đẩy lùi nỗ lực tấn công của Nga. Nga kiểm soát hoàn toàn Adyubka sau khi Kiev rút quân khỏi thị trấn này vào cuối tuần qua, trao cho Điện Kremlin chiến thắng đáng kể nhất trên chiến trường kể từ khi giành được Bắc Mất vào tháng 5 năm ngoái. Thất thủ ở ca là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cục diện cuộc chiến đã nghiêng về phía Nga trong bối cảnh Kiev đang vật lộn với tình trạng thiếu nhân lực và vũ khí. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 2, chuẩn tướng Alexander Tarnovsky cho biết trên Telegram, quân đội Ukraine đã thiết lập được các tuyến phòng thủ mới và đang để lùi thành công nỗ lực phát triển một cuộc tấn công của Nga. Người phát ngôn quân đội Dmytro Likovy cho biết, lực lượng Nga đang tập hợp lại và tìm kiếm các nhóm kháng cự ở Abdiivka, đồng thời tấn công gần thị trấn Marinka thuộc miền đông và gần một ngôi làng phía đông nam mà Kiev đang kiểm soát. Thất bại ở Avdivka khiến lực lượng Ukraine bị đẩy ra xa thành phố Donetsk hơn. Đây là một trung tâm hậu cần quan trọng mà Moscow sử dụng để hỗ trợ các chiến dịch của họ trên khắp vùng Donbass. Sergei Zgurev, giám đốc hãng tư vấn Defense Express tại Kiev, dự đoán lực lượng Nga sẽ nỗ lực sang phản chiến tuyến xung quanh Marinka và triển khai một cuộc tấn công mới xung quanh thị trấn Voleda mà Kiev đang kiểm soát. Ông Zyugurev nói rằng Nga đang khó khoảng 80.000 quân xung quanh Bakhmut và 40.000 quân nữa xung quanh Avdiivka và có thể sẽ cố gắng tiến về thị trấn Chasipya. Ông Zyugurev nói rằng việc Ukraine rút quân khỏi Avdiivka là vì nhận thấy Nga sắp đạt được bước đột phá để chặt đứt tất cả các tuyến đường tiếp tế cho lực lượng ở phía đông thị trấn này. Oleg Zhidanov, một nhà phân tích quân sự ở Kiev, cho rằng Nga rất có thể sẽ cố gắng giành được càng nhiều lãnh thổ càng tốt trong tương lai gần, đặc biệt ở khu vực giáp những vùng đất mà Nga tuyên bố là của họ. Moscow tuyên bố sắp nhập các khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia của Ukraine từ năm 2022, dù không kiểm soát hoàn toàn khu vực nào trong số đó. MTR của lực lượng vũ trang Ukraine nhắm HIMARS vào bệ phóng UAV của Nga, Cuộc tấn công đã được ghi lại trên video. Ở mặt trận phía nam, các phi công lái máy bay không người lái của quân đội Nga đã bị tấn công bởi hỏa thần HIMARS của Mỹ, khiến bị phóng máy bay không người lái bị phá hủy. Những cái xâm lược được phát hiện bởi các trinh sát MGR của lực lượng vũ trang Ukraine. Một đoạn video được kênh Telegram Ukraine 365 đăng tải. Cuộc trinh sát được thực hiện bằng cách sử dụng máy bay không người lái, phát hiện máy bay không người lái chiếm đóng loại sala Trung tâm điều hành đặc biệt Hải quân số 73 cho biết sau khi phát hiện, họ bắt đầu truy lùng và giám sát những người điều khiển máy bay không người lái. Sau khi theo dõi mục tiêu, quân đội đã ghi lại được chuyển động của bệ phóng di động cùng với các thùng chứa máy bay không người lái, Zala và Lancet. Sau đó, những người điều hành MTR điều chỉnh hỏa lực của hệ thống HIMARS tới mục tiêu. Hậu quả của cuộc tấn công bằng hỏa lực là bệ phóng và thùng chứa cho UAV của Nga đã bốc cháy. Đoạn video được công bố cũng cho thấy sau cuộc tấn công, những người điều khiển máy bay không người lái của Nga đã tìm cách sống sót thoát khỏi khu vực tấn công của HIMARS. Đây không phải là lần đầu tiên bệ phóng tên lửa HIMARS của Mỹ được sử dụng để tiêu diệt các máy bay trinh sát điều khiển UAV của Nga. Trở lại năm 2023, những bệ phóng tên lửa này bắt đầu tấn công các bệ phóng máy bay không người lái di động của Nga. Điều xe tăng 70 tuổi tấn công làng Robotini của Nga hướng chịu nổi kinh hoàng từ pháo binh Ukraine Sau khi chiếm Adypka, Nga tung quân cùng xe tăng T-55 hơn 70 tuổi tiến công làng chiến lược Robotini nhưng hướng chịu tổn thất lớn. Lực lượng của Nga đang tăng cường khai thác các điểm yếu của Ukraine dọc chiến tuyến dài 1.000 km và phát quy đà thắng sau khi kiểm soát hoàn toàn thành trì Adypka nhưng vấp phải sự kháng cự của quân đội Ukraine tại một số địa điểm. Trong số các đơn vị Nga chịu tổn thất tương đối nặng trong chiến dịch này, có nhóm quân cố gắng tấn công vị trí của Ukraine ở làng chiến lược Robotini bằng mọi loại phương tiện chiến đấu sẵn có, kể cả xe tăng T-55 hơn 70 tuổi chưa được nâng cấp. Nga trước đây chỉ dùng xe tăng T-55 làm bệ pháo di động, không đưa ra tiền tuyến, nhưng chiến thắng tại Abdiqa dường như đã thúc đẩy sư đoàn bộ binh cơ giới số 42 có hành động mạo hiểm hơn điều mẫu xe tăng đời cũ này dùng xe chiến đấu bộ binh PMB và xe bán xích đa năng LTMB vừa cánh đồng, chống trải để đánh vào vị trí phòng ngự của Ukraine. Phát hiện đội hình cơ giới Nga tiến công, lữ đoàn cơ giới số 65 Ukraine, đơn vị phòng thủ tại Robotin, đã dùng mọi loại vũ khí họ có để đáp trả. Video do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố cho thấy máy bay không người lái UAV tự sát liên tục lao vào những chiếc thiết giáp BMP với binh sĩ Nga ở phía trên, trong khi xe tăng T-55 trúng tên lửa chống tăng. Một số xe thiết giáp chở quân của Nga tiếp cận được chiến hào Ukraine và đổ quân, nhưng hứng chịu hỏa lực từ các loại đàn chùm khiến họ phải rút lui. Theo thống kê của các nhà phân tích độc lập Andrew Pepetio, lực lượng Nga trong các trận đánh ngày 17 đến 18 tháng 2 ở Robotin đã mất 18 phương tiện chiến đấu và 70 binh sĩ, trong đó ít nhất một chiếc T-55 bị hư hại, trên toàn chiến tuyến, Nga mất 28 xe tăng và xe chiến đấu các loại. Ukraine mất ít nhất là 6 xe tăng và xe thiết giáp. Phần lớn thiệt hại nói trên do UAV tự sát gây ra. Bình luận viên David X của Forbes nhận định, nỗ lực tiến công Robotin bất thành chiếm phần lớn tổn thất của quân đội Nga trong vài ngày qua. Nga chưa phát huy lợi thế về hỏa lực sau khi kiểm soát Abdiivka. Nga đang tuyển mộ thêm quân và phục hồi nhiều phương tiện niêm cất trong kho trong đó có xe bán xích MTLB và xe tăng cũ như T-55 để đưa vào chiến trường Ukraine. Các chuyên gia phương Tây thừa nhận Nga có đủ quân và trang thiết bị để tiếp tục chiến dịch tới năm 2025. X cho biết, điều này không đồng nghĩa với quân đội Nga có thể duy trì nỗ lực như chiến dịch công phá áp Đợt tiến công mùa đông của Nga sẽ chậm lại khi các đơn vị tiền tuyến chịu tổn thất và họ phải khôi phục năng lực chiến đấu. Ukraine cũng đang đối mặt tình thế vô cùng khó khăn khi đạn dược cạn dần, trong lúc Quốc hội Mỹ vẫn tranh cãi về gói viện trợ quân sự cho nước này. AC nhận định, chừng nào các lữ đoàn Ukraine phải đếm từng quả tên lửa, từng viên đạn pháo và từng chiếc drone, các trung đoàn Nga với nguồn cung vũ khí dồi dào sẽ tiếp tục duy trì được động lực tấn công. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh hd News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ hd News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.